8 giờ sáng, tiếng cảnh báo động vang khắp căn cứ của lữ đoàn tên lửa bờ 679. Từ những vị trí bí mật, hai bệ phóng tên lửa bờ nhanh chóng cơ động ra trận địa. 1340, 2340, 1815 môn của Bình Phước. Được không máy? Được, mở máy 18, tăng góc 20 độ. Hệ thống phòng nghĩa tình được 5 tiếng. Bằng những thao tác khẩn trương, chính xác, chỉ trong vòng vài phút, hai ống phóng tên lửa đã được các chiến sĩ đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển di động có tên gọi là Redut M. Và bên trong cái ống phóng khổng lồ này là quả tên lửa P-35. Quả tên lửa này thì như quý vị thấy là nó rất là lớn và có tầm bắn rất xa cùng với hàng trăm kg thuốc nổ TNT ở trên đầu đạn của quả tên lửa này. Chính vì thế nên nó có cái tên gọi khác rất ấn tượng, đó là sát thủ diệt tàu sân bay, bởi vì là quả tên lửa này có thể tiêu diệt những cái loại tàu chiến có cái lượng giãn nước hàng nghìn tấn. Thông tin từ các trạm radar tiền tiêu ngoài đảo xa cho thấy có hai tàu lạ xâm phạm lãnh hải của Tổ quốc. Ngay lập tức, sở chỉ huy lữ đoàn ra lệnh cho hai kiếp chiến đấu phóng tên lửa tiêu diệt. 14 nhân thủ khởi động cơ trình. Tốc độ bóng quay 30, nhiệt độ 300. Dù đây chỉ là một tình huống diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hỏa lực, thế nhưng sau một thời gian ngắn rời khỏi ống phóng, hai quả tên lửa P-35 đã lao trúng mục tiêu, hai chiếc tàu lạ nhanh chóng bị tiêu diệt. Là một trong năm binh chủng nòng cốt của quân chủng hải quân, lực lượng tên lửa bờ luôn được duy trì các tính năng kỹ chiến thuật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thứ nhất là về cái khả năng sẵn sàng chiến đấu ấy, thì chúng tôi đã duy trì các kiếp trực thì bảo đảm 100%. Vũ khí thì đủ theo đúng quy định, thực hiện đủ đồng bộ một đơn vị hỏa lực. Đấy, khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện được cái nhiệm vụ của mình. Với 8 trạm radar phân tán từ đảo Trần, Quảng Ninh đến núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, hệ thống mắt thần của vùng 1 Hải quân thu gọn toàn bộ vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc trong những cánh sóng, sẵn sàng cung cấp các phần tử bắn cho hệ thống tên lửa bờ, quyết tâm không để lọt bất cứ mục tiêu nào xâm phạm vùng biển của Tổ quốc. Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo với hàng chục ngàn km vuông ở vùng biển Đông Bắc, vùng 1 Hải quân được trang bị các loại vũ khí khí tài hiện đại như tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tên lửa cùng các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh để canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.